giữa xanh từ muôn đời, bao giờ gặp lại người, người tình xa biệt lòng ta nhớ con người. Thí dụ như mình, cái tinh thần mình nó đọa lạc một mức độ nào đó, rồi tới ngày nào đó nó cũng giảm đi, nó phai lạc đi, hoặc là nó dùng hết đi. Cũng như tiền mình để trong một nhà băng, mình dùng một thời gian nó sẽ hết. Thì tất cả những phước báo cũng như nghiệp chướng, nhân quả xấu đều một thời gian nó sẽ mòn mỏi đi, rồi tự người đó sẽ tỉnh dậy. Ok, nhưng mà lâu lắm. Người nào muốn tự sát phải nghĩ cho kỹ, chưa? Phải kiếm những người bạn khác nói chuyện một lúc đi, cho nó quên đi. Tự nhiên mình nhìn đời bằng một cặp mắt khác, rồi cái tinh thần mình nó cũng phấn khởi thêm lên. Bạn bè mình giúp ý kiến cho mình, hoặc là có những cơ quan như là Samaritan đó, là những người họ chuyên môn nói chuyện với những người buồn khổ đó, hoặc là đi ra kiếm bạn bè nhảy đầm, chứ đừng có ngu gì mà chết. Sư phụ đã nói rồi, cái chuyện này làm không thành công mình đi làm chuyện khác, cái người này không yêu mình, mình đi kiếm người khác mình yêu, tội gì mà đi cho cái tình yêu của mình cho người khác uổng, mà người ta không lấy thì thôi mình đem để dành nó, mai mốt xài chỗ khác. Cũng như tiền mà mình cho người ta không lấy mình để dành, chứ sao đem xé thì ngu vậy. Không có gì phải tự sát cả, ngày mai nó khác. Ngày mai mình nhìn đời với một cặp mắt khác, có những cái sự khác lạ khác nó xảy ra cho mình, đừng tự sát, uổng. Ok. Hết chưa? Còn nhiều lắm sư phụ. Chưa sư phụ. Bây giờ mấy giờ mới truyền tâm ấn? Sư phụ 5 giờ, bây giờ 5 giờ tiếp 15 giờ. Rồi bây giờ mấy giờ mới trả lại cái nhà này? 11 giờ khuya. Ờ vậy hả? Vậy thì còn có một chút thời gian, nhưng mà những người truyền tâm ấn phải bắt đầu sắp xếp rồi chứ. Có phòng nào riêng cho họ không? Chắc có rồi. À rồi thì quý vị tuyên bố đi rồi hỏi tiếp. Dạ vâng. Những người nào muốn truyền tâm ấn phải đi ra lo lắng trước, còn những người nào hỏi còn câu hỏi mà không muốn truyền tâm ấn ở tiếp lại đây. À, thưa quý vị nào đã điền đơn truyền tâm ấn xin mời ra phòng ở ngoài, chúng tôi sẽ mời vào cái phòng riêng để chuẩn bị nhận thọ tâm ấn. Ladies and gentlemen who have applied for the initiation, please go outside in the lobby and we'll lead you to a room and prepare for the initiation. Thank you very much. Yes. Quý vị phải chuẩn bị tinh thần ở tới 11 giờ khuya nha, chứ không phải nói một chút là xong đâu. Truyền tâm ấn không cần thời gian, nhưng mà cái đường tu của quý vị nó dài. Sư phụ phải chỉ cách, ví dụ gặp cái chướng ngại thì phải làm sao, gặp những chuyện gì phải làm như thế nào, quý vị hiểu không? Chứ không phải truyền tâm ấn mà phải dùng thời gian dài như vậy. Thưa sư cô, có một số nhà sư Phật giáo viết thư cảnh tỉnh Phật tử rằng sư cô không phải là chánh tông, xin sư cô cho ý kiến giảng giải để được thông suốt. Đúng, đúng. Tôi đâu phải chánh tông. Chánh tông theo kiểu mấy người đó đâu phải chánh. Ừ. Nếu Phật giáo chánh tông có nghĩa là đi vô chùa lại mấy ông Phật gỗ, hối lộ mấy ông Phật với vài ba trái cây với vài ba cái bông đó, thì tôi không, tôi xin lạy mà tôi đi ra, tôi không muốn làm chánh tông kiểu đó. Còn nếu Phật giáo chính tông á, có nghĩa là khai ngộ cho người ta, cho người ta hiểu biết cái sự vĩ đại của chính mình, tìm được cái Phật tánh của mình, làm chủ chính mình, làm một ông Phật sống trên đời này, thì sư phụ là chánh tông. Thưa sư cô, Thánh Kinh chưa bao giờ và không bao giờ đề cập đến chuyện Chúa Giê-xu là hiện thân của bất cứ vị nào. Khi mà người ta hỏi rằng Đức Chúa Giê-xu Ngài có phải là reincarnation á, Ngài có phải là những vị gì đó tái sanh không, Ngài giữ im lặng. Im lặng có nghĩa là yes. Chứ nếu không Ngài nó không có, nó bậy. Cái này giáo lý sai. Im lặng là nhận lời đó. Cái thời xưa nó như vậy, cái thời Đức Phật cũng như vậy. Lúc mà những người nào thỉnh Đức, tức là 2500 cỡ 2000 trước về trước đây, im lặng là nhận lời. Cho nên khi nào người nào muốn thỉnh Đức Phật mà đi ăn cơm hoặc là đi thuyết pháp, Ngài im lặng, nào là biết Đức Phật nhận lời rồi. À, thì nó đại khái nó là như vậy. Thì nói một chút phải hiểu nhiều chứ sao mà vạch lá tìm sâu dữ vậy. Làm như mình ngu lắm vậy đó, nói bấy nhiêu mà không hiểu. Thưa sư phụ, con đã lạy Phật nhiều năm, năm nay đã 88 tuổi, ăn chay đã được gần một năm. Bây giờ xin vô thượng sư có thể cho truyền tâm ấn không? Được, được. Welcome. Ăn chay lâu thì được truyền tâm ấn liền. Thưa sư phụ, người thân chết, gia đình biết chút ít về đạo, nếu cúng chay để cầu nguyện, có giúp ích cho người thân giảm phần nào tội lỗi không? Được. Phải cúng chay, cầu nguyện chân thành thì mới được. Nếu biết những người, nhưng phải cầu nguyện, cái
Cầu nguyện tốt nhất là cầu nguyện với những vị nào mà có tu hành, có công đức lớn á. Tốt hơn là cầu nguyện mông lung, mà cầu nguyện ông trời, ông Phật, không biết ông nào. Thưa sư phụ, con người ta sống chết có số mệnh không? Nếu có, thì có ai bị chết oan không? Nếu bị chết oan, linh hồn đi đâu và có còn lẩn quẩn ở với người sống không? Con người có số mệnh, nhưng mà trong cái số mệnh đó, nhiều khi nó có những sự không may. Nó sắp xếp cho mình, làm cho cái đời sống mình nó không được bình thường như những đời sống khác. Cho nên kêu bằng chết oan. Tại mình đã gây ra những cái nghiệp chướng oan uổng hồi xưa. Chứ thật ra cũng không ai chết oan cả. Nhưng mà khi... nó gì nữa? Họ chết oan rồi sao? Hỏi gì nữa đó? Nếu bị chết oan, linh hồn đi đâu? Và có còn lẩn quẩn với người sống không? Có khi lẩn quẩn, có khi đi lên thiên đàng, có khi xuống địa ngục, có khi đầu thai làm những cái gì người khác hoặc là chúng sanh khác. Tùy theo cái hành động, lời nói và tư tưởng của người đó lúc còn sanh tiền. Né? Lành thì đi về cõi lành, dữ thì đi đến cõi dữ. Trung trung thì lẩn quẩn làm ma một thời gian, rồi cũng sẽ đi những cảnh giới khác. Tùy theo cái nghiệp đằng trước hoặc đằng sau còn dư lại. Thưa sư phụ, Phật Pháp có 84.000 pháp môn khác nhau, cho nhiều người có căn cơ khác nhau. Xin sư phụ cho biết pháp môn Quán Âm có áp dụng được cho tất cả mọi người hay là chỉ giới hạn cho một số người thôi? Pháp môn Quán Âm tất cả mọi người đều tu. Trong pháp môn Quán Âm sau này sẽ đẻ ra 84.000 pháp môn. Sư phụ tùy theo căn cơ của mỗi người mà chỉ riêng cho quý vị từng cách tu hành nữa. Chứ không phải sư phụ chú truyền tâm ấn bữa rồi thôi đâu. Còn mấy chục năm trời đằng đẵng phải dạy dỗ, mà dạy ở bên trong á. Vậy trong lúc quý vị ngủ á, vậy trong lúc quý vị ăn á, vậy trong lúc quý vị không thấy mặt mũi sư phụ đâu hết á. Dùng cái tâm thức mà dạy cho cái tâm thức của mình, chứ không phải truyền tâm ấn rồi là đủ. Nó chỉ là nhập môn thôi, ghi tên thôi, ok? Thưa sư phụ, người đời thường nói, cha mẹ ăn mặn thì con khát nước. Như vậy, nếu cha mẹ làm những điều xấu xa, thất đức, thì con cái có phải gánh chịu những hậu quả đó hay không? Gánh. Thí dụ như cha mẹ sát sanh dùng tiền để nuôi con ăn học thì con cái nó lớn nhiều khi nó cũng bệnh hoạn đủ thứ chứ. Nó ăn cái tiền đó, nó sống nhờ trong những cái sự tội lỗi đó thì nó cũng phải chịu chứ. Là như vậy là ăn mặn khát nước là như vậy. Đời cha ăn mặn đời con khát nước có chứ. Còn những người cha mẹ làm lành á, tiền bạc kiếm vô cũng đều là tiền lành lặn á, thì con cái nó ăn uống nó khỏe mạnh, nó thông minh, nó không có chịu những cái gian truân trong đời sống hoặc những cái tai nạn bất thường và những điều không hợp ý. Thưa cô, pháp có nhiều pháp, pháp nào cũng cho mình là cao nhất. Tại sao có sự tranh ngôi mà không có sự tương quan trợ giúp? Có sự liên hệ thông suốt giữa các minh sư hiện nay trên thế giới không? Những vị nào mà chân thật là minh sư á, thì biết cái pháp nào là pháp cao nhất. Tất cả những vị nào mà dạy pháp cao nhất, đều họ đều nói họ là pháp cao nhất. Còn những người mà dạy pháp không cao, mà nói pháp cao nhất, cái đó quyền của họ, mình đâu có giành được. Thế giới này, cũng như thế giới này có nhiều cái món chocolate á. Người nào cũng nói chocolate tôi ngon nhất, xe tôi tốt nhất, cái máy giặt của tôi nổi tiếng nhất. Đó là quyền của họ. Nhưng mà mình có người làm, có trí huệ làm người, mình phải phán đoán chứ. Mình phải biết cái nào mà cho mình một đời giải thoát, có một sự bảo chứng rõ ràng, mà tu được cái kinh nghiệm liền, có sự lợi ích liền về tinh thần, thể xác và trí huệ của mình. Mình phải biết chứ. Mình và nghe những cái ông thầy mà ông nói đó, coi ông nói có xứng đáng là một kêu bằng một vị minh sư mà dạy pháp cao cấp nhất hay là không. Hoặc là mình nghe những cái vị khác, mình phải so sánh đàng hoàng. Chứ mình đâu phải mình con người không có thông minh đâu, ai nói gì nghe nấy, mà ngồi đó mà sợ. Xin sư phụ cho biết, có một linh hồn bất biến không? Ví dụ người chết rồi thì linh hồn này đi đầu thai vào một thân xác khác như thay áo. Vậy có thật không? Có thật. Khi mà còn chìm đắm, còn trói buộc trong sự không hiểu biết, trong sự vô minh, thì có cái linh hồn như vậy. Nhưng mà sau khi mình đã hiểu biết rồi, thì cái linh hồn mình có, nhưng mà không. Một, nhưng mà tất cả, nhưng mà một, vạn vật đồng nhất thể. Có cái lý do gì, hoặc là một biểu hiện gì, tại sao người tu thì cạo đầu? Cái đó là cái tục lệ hồi xưa của Ấn Độ. Nhưng mà lẽ ra cạo đầu một lần thôi, nếu đúng theo tục lệ thì cạo một lần thôi. Chẳng kêu bằng ta làm lại cuộc đời mới. Ta gạt bỏ hết phiền não hồi xưa.
rồi sau đó để tóc dài trở lại. Nhưng mà nhiều người ta cạo đầu quen rồi, nó mát rồi nó cạo hoài thì cũng không sao. Nhiều người nghĩ rằng cạo đầu nó trang nghiêm hơn, nó sáng sủa hơn, thì người ta cạo hoài cũng không sao. Rồi Việt Nam cạo hoài rồi cái nó thành cái tệ, cái thói quen luôn. Chứ còn người Ấn Độ người ta tu như thời Đức Phật đó, thấy Đức Phật đâu có cạo đầu đâu, ông để chỏm hết chứ. Ông búi cái búi tỏi ở trên thấy không? À, tại vì mình muốn làm sao mình làm chứ. Nhưng mà bây giờ nếu người đi tu Việt Nam hoặc là Tàu mà ai cũng cạo đầu hết rồi, quý vị để tóc là thế nào cũng nói lùm xùm á. Thôi cạo luôn cho nó giống nhau. Còn giờ sư phụ nhức đầu đó, cạo đầu nó đau, tôi làm biến không cạo nữa, thôi không cạo. À, muốn cạo cạo, không cạo thôi, quyền tự do, ok? Chứ không có cái gì chân á. Sau đây là một câu hỏi cuối. Ngoài ra chúng ta còn có rất nhiều câu hỏi. Phía bên ngoài chúng ta có một quyển sách gọi là sách Tức Khắc Khai Ngộ Vấn Đáp. Trong đó có rất nhiều câu trả lời của sư phụ, một quyển sách rất quý. Xin quý vị nếu muốn để có bản kinh sách của sư phụ, quý vị đến đó hỏi thì chúng ta có thể thỉnh được. Thưa sư phụ, con biết những chân lý sư phụ dạy là đúng, con rất muốn làm theo. Nhưng thưa sư phụ, lòng con quá dễ dàng bị cám dỗ những điều xấu. Hơn nữa, môi trường sống con đang sống lại có quá nhiều tội lỗi. Con phải làm sao để hướng được lòng con về nẻo phải? Làm sao cho con tránh khỏi cám dỗ? Bởi vì mình sống trong cái môi trường tội lỗi như vậy, mình mới muốn vượt ra. Chứ nếu mình đã sống trong hoàn cảnh thuận lợi, mình đã sống trong niết bàn thì khỏi tu. Sư phụ hồi xưa cũng sống môi trường tội lỗi, bây giờ vẫn sống trong môi trường tội lỗi. Có cái chỗ nào mà không là môi trường tội lỗi đâu. Nhưng mà bởi vì mình đã chán nản những cái môi trường đó rồi, những cái cảnh đó rồi, mình muốn làm hoa sen trong bùn chứ. Cứ đi tu đại sợ gì. Dạ, kính thưa sư phụ, 5 giờ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Chúng con, tất cả các đệ tử xin trân trọng cảm ơn sư phụ đã đáp lời mời đến đây để... cảm ơn quý vị. Chuyên pháp ở bên này. Kính cảm ơn quý vị. Thì cảm ơn quý vị đã đến dự buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Chúc quý vị mọi sự lành và khai ngộ đời này. Xin quý vị ngồi yên tại chỗ. Chúng ta có thể đứng dậy để tiễn sư phụ, nhưng đứng im tại chỗ. Những đồ hoa bánh quả giá trị của sư phụ sau này các vị hộ pháp sẽ phân phát cho các đồng hương và các quan khách đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Chúng ta cứ tự động lên nhận quà này. Cái này cũng... Thank you very much for your attend this meeting. The food and flower up here, you can all welcome to take it. Sau khi sư phụ truyền tâm ấn rồi, sư phụ sẽ ra đây tiếp chuyện với đồng bào và mọi người. Quý vị nào có ý muốn lưu lại, chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp quý vị ở nơi đây. Và bên ngoài có một số đồ ăn và thức uống, quý vị có thể ra ngoài dùng tạm. Cảm ơn quý vị. Quý vị nào đã ghi đơn truyền tâm ấn, hãy ra ngoài kiếm đồ ăn trước, bởi vì việc truyền tâm ấn rất lâu, có thể đến 4-5 tiếng đồng hồ, do đó chúng ta phải chuẩn bị trước. Các vị đồng tu nào muốn xin gặp riêng sư phụ, hoặc các vị khách muốn gặp riêng sư phụ, sẽ xin chuẩn bị để sư phụ tôi sẽ có thể tiếp riêng quý vị. Ladies and gentlemen, if you anyone would like to see our master, please come by this way and our master will talk to you one by one. Quý vị nào sắp sửa truyền tâm ấn ngày hôm nay, quý lòng ra ngoài kiếm ăn cái lỗ ăn bên ngoài, quý vị có thể ra ngoài tự tiện lấy mang. Quý vị nào muốn chờ đợi sư phụ, chúng ta có thể ngồi những hàng ghế phía trên này.